Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đang tham dự buổi thuyết giảng nhân đại lễ Thánh Thành chùa Thánh Lâm ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý đức vị hiện diện trên pháp tòa, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Đại Đức Thích Thiện Xưng, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì tu viện Linh Thú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để cùng đón giảng sư. Đại đức giảng sư, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm Đinh Dậu, tại chùa Thánh Lâm tổ chức buổi lễ khánh thành ngôi Đại Hùng Bảo Điện. Chúng con xin cung kính giới thiệu với đại đức giảng sư Thượng tọa Thích Thiện Huệ, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban ăn sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Thánh Lâm. Và chúng con xin trân trọng giới thiệu đến đại đức giảng sư, hiện diện phía dưới là toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa từ các đạo tràng trong thành phố Cần Thơ và huyện Cờ Đỏ trở về để nghe những lời pháp dụ của đại đức giảng sư. Xin nhiệt liệt hoan nghênh và trân trọng giới thiệu. Kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, vào giờ này chúng con nhận thấy nơi đạo tràng đã trang nghiêm và thanh tịnh, mời phương chư Phật quan giám đạo tràng chứng minh công đức. Chúng con thay lời ban tổ chức thành kính cung thỉnh giảng sư ban bố cho hàng Phật tử chúng con đôi dòng pháp nhũ, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Lời nói đầu tiên, xin cho phép chúng con đề đầu đảnh lễ khánh tế chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức tăng ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ và chư tôn giáo phẩm huyện Cờ Đỏ, cũng như hòa thượng trụ trì chùa Khánh Lâm, thượng tọa phó trụ trì cùng chư tôn thiền đức tăng. Kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn thiền đức, pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là ngọn hải đăng soi đường cho chúng con và chúng sinh trên lộ trình tu nhân học Phật giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Thứ kế cho thầy vấn an sức khỏe Phật tử. Sau một năm trôi qua từ ngày đặt viên đá, rồi Thiện Xuân có duyên với chùa Khánh Lâm, ngày nay lễ khánh thành, Thiện Xuân lại được hòa thượng cho phép về thăm và chia sẻ một thời pháp. Chúc quý Phật tử thân thường an, tâm thường lạc, luôn luôn nở nụ cười trong cuộc đời đau khổ. Nam mô Thường Cười Vui Bồ Tát. Như chúng ta đã biết, người đệ tử Phật đến với đạo Phật là đến với con đường giải thoát. Vậy thì con đường giải thoát đó, làm như thế nào để con bước lên được con đường đó, để con đi trên con đường đó và con đến cái mục đích mà con cần đến, cũng như
là con đang đi tìm. Như vậy đệ tử Phật đi theo dấu chân Phật để thành tựu được Phật chất của mình. Vì bên trong chúng ta có cái chất liệu thành Phật. Cũng giống như tất cả các loại đất đều có khả năng nắng ra các cái loại như là nồi niêu, son chảo, chén bát, in ra gạch cất nên nhà. Đất làm nên mọi thứ thì ta cũng có chất liệu đó để ta làm nên mọi thứ. Như vậy ở trong một con người nó có hai phần: phần tay phải và phần tay trái, phần tốt và phần xấu, phần thánh hiền cũng như là phần đọa lạc của các loài súc sinh ngạ quỷ. Ở trong ta có phần tốt, phần xấu. Cho nên Đức Phật thị hiện ra trong cuộc đời để chỉ cho chúng ta đi trên cái phần tốt của mình, hướng về cái tốt đẹp của mình, xa lìa cái thói xấu của mình. Đó được xem như là dấu hiệu để cho tất cả chúng sinh có khả năng quay về để thành tựu được cái Phật quả mà chúng sinh đang có. Như vậy hôm nay nhân lễ khánh thành chùa Khánh Lâm, Thiện Xuân xin chia sẻ cùng hội chúng một chủ đề, đó là Phật sự, để cho tất cả chúng ta biết rằng việc của Phật là việc gì. Đại chúng đồng ý không? Như vậy thì trong chủ đề Phật sự này, Thiện Xuân chia làm 3 phần. Mỗi phần như vậy Thiện Xuân chia sẻ 15 phút, còn chừa lại 15 phút cho quý Phật tử ai muốn đặt câu hỏi gì đó thì thầy chia sẻ, còn không mình nói 45 phút đủ rồi, nói nhiều quá ớn. Như vậy Phật sự á thì chúng ta chia làm 3 phần theo lộ trình của thời gian quá khứ, thời gian hiện tại và thời gian vị lai. Phật sự trong quá khứ là những gì mà Đức Phật đã làm được ghi chép vào trong kinh gọi là túc sanh hay là tiền thân của Đức Phật. Như vậy kinh bổn sanh bổn sự là hai cái kinh được xem như là việc làm của Đức Phật thị hiện trong nhiều kiếp quá khứ, đã làm lợi ích cho mình và lợi ích cho chúng sinh. Cho nên quá khứ của Phật á, là một chuỗi dài làm hạnh Bồ Tát. Ngài thị hiện vô lượng vô biên thân hình, mà trong kinh Pháp Hoa đó thì Ngài Xá Lợi Phất nói với Ngài Trí Tích Bồ Tát về một cái công đức mà mười phương chư Phật đã tích góp, đã tạo dựng, đã xây nên thành một cái nền tảng y báo và chánh báo. Cho nên bây giờ chúng ta sanh ra trong hiện tại, có người đẹp, người xấu, có người giàu, người nghèo, có người trí, người chưa có trí chứ không phải ngu, có người thông minh, người kém thông minh, có người lanh lợi, có người khù khờ, vân vân. Như vậy thì mỗi người khác nhau là do đâu? Là do quá khứ của họ đó làm được bao nhiêu việc tốt. Cái việc tốt đó được gọi là Phật sự. Phật sự nghĩa là cái sự việc của thân hành động, của miệng nói năng, của ý suy nghĩ. Cái thân họ làm những điều gì tốt. Như hồi nãy chúng tôi nói, con người chúng ta có hai cái phần, một phần tốt và một phần xấu. Vậy là cái phần tốt này nè là cái phần từ cõi người, cõi trời, thanh văn,
duyên giác Bồ Tát để thành tựu được Phật. Cái này gọi là con đường đi lên, gọi là Phật sự. Còn ma sự là từ cõi người nó đi xuống Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Vậy thì con đường đi xuống là con đường ma sự, còn con đường đi lên là con đường Phật sự. Vậy thì trong quá khứ ta đã gieo cái gì để hiện tại chúng ta không có giống nhau. Có nhiều người rất là tin tưởng tử vi, luôn luôn lúc nào cũng đi cầu trời khẩn Phật, lắc xăm bối số, nhờ người ta lên đồng lên bóng để nói giùm mình cái nhân quả của mình. Nhưng mà nhân quả không có ai nói được. Ai gieo nhân nào thì người đó gặt quả nấy. Chứ còn không có thể nào mà nói là tử vi nó chấm đúng hết đó. Nếu mà tử vi mà nó chấm đúng á, thì bao nhiêu đứa trẻ trong giây phút này nè, chúng ta đang ngồi đây nè, có bao nhiêu đứa trẻ ra đời trong giây phút này, và tất cả những đứa trẻ này giống nhau hay khác nhau? Theo quý Phật tử suy nghĩ, giống hay khác? Giống hay khác? Mạnh dạn nói sai nhớ dai. Khác đúng không? Cho một tràng pháo tay, khác. Như vậy chúng ta dám khẳng định rằng tử vi sẽ nói không chính xác, sẽ sớm xác. Tại sao vậy? Tại quá khứ chúng đã gieo cái nhân khác nhau. Hiện tại chúng sinh cùng giờ, cùng giây, cùng phút, cùng giờ, cùng ngày, cùng năm, cùng tháng, cùng tháng, cùng năm. Nhưng đời cuộc sống của chúng sẽ không bao giờ giống nhau. Vì sao vậy? Vì việc làm quá khứ của chúng khác nhau. Làm sao mà chúng sinh ra mà giống nhau cho được? Dầu rằng anh em sanh đôi cũng không giống nhau. Một đứa giàu, một đứa nghèo, một đứa ngu, một đứa khôn, một đứa đẹp dài, một đứa xấu quắc. Như vậy thì mình không có nói được là tử vi nó chấm đúng. Cho nên là chúng ta tin thì tin 50% thôi, chứ đừng bao giờ tin quá. Ở dưới quê mình phần lớn là cố chấp vào ngày tháng dữ lắm luôn. Đi các nhà cũng coi ngày coi giờ, đám cưới cũng coi giờ coi ngày, đám ma cũng coi ngày coi giờ. Tôi nói làm cái thứ gì cũng coi chứ, nhưng quay qua quay lại nghèo vẫn hoàn nghèo. Sao thấy coi tùm lum tà la mà nghèo dữ. Còn đi ra nước ngoài không có thấy ông thầy bói nào làm ăn nên thân hết á. Vậy mà nước ngoài nó giàu dữ, nó không có coi gì mà nó vẫn giàu. Còn mình tối ngày mình cứ nuôi ông thầy bói, sao mình nghèo hoài vậy? Cho nên á, cái này là cái mà chúng ta phải hiểu rằng là ngay trong hiện tại chúng ta muốn biết được cái việc làm của quá khứ đó, thì trong kinh Nhân Quả có nói rằng muốn biết nhân đời trước phải coi cái quả hiện tại, muốn biết cái quả đời sau á phải coi cái việc làm hiện tại. Như vậy mình muốn biết cái nhân đời trước, mình coi cái quả này, nghĩa là mượn cái quả này để suy lại cái nhân đời trước. Như vậy cái việc làm của ta ở đời trước tốt hay xấu? Cái việc tốt được gọi là Phật sự, cái việc xấu được gọi là ma sự. Vậy là Phật sự nghĩa là được định nghĩa như sau. Phật sự, một là những việc mà xuất phát từ cái tâm tốt của mình, từ cái tâm tốt của mình điều khiển cái thân hành động, cái miệng nói năng đưa đến cái việc tốt được gọi là Phật sự. Thứ hai, Phật sự có công thức. Công thức của Phật sự là có lợi cho mình, có lợi cho người, có lợi đời này, có lợi nhiều kiếp sau, chứ không phải đời này lợi, đời sau có hại. Như vậy, Phật sự có công thức, có lợi cho mình, có lợi cho người, đời này và đời sau, theo quy luật của thời gian. Phật sự được định nghĩa cái thứ ba, Phật sự là gánh vác cái việc mà chư Phật đã giao phó. Như vậy chư Phật đã giao phó nghĩa là cái gì?
chư Phật đã giao phó cho bốn chúng đệ tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Vậy là Tỳ Kheo là ai? Tỳ Kheo là những người nam xuất gia, Tỳ Kheo Ni là những người nữ xuất gia, U Bà Tắc là người nam cư sĩ, U Bà Di là nữ cư sĩ. Bây giờ hỏi Phật, Đức Phật đã giao Phật sự như thế nào? Thì Đức Phật đã giao hoằng pháp là việc của chư Tăng chư Ni, còn hộ pháp là việc của U Bà Tắc, U Bà Di. Xây chùa, in kinh, đúc tượng, làm việc từ thiện là việc của U Bà Tắc, U Bà Di. Còn hoằng pháp là việc của chư Tăng chư Ni. Cho nên chúng tôi có cái câu hoằng pháp vi gia dụ, lợi sanh vi bản hoài. Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Phật pháp trường tồn do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việt phát tâm. Vậy là ngày nay chúng ta thấy được cái chùa này được khánh thành xem như là cái quả hiện tại. Mà bây giờ cái quả hiện tại của cái huyện Cờ Đỏ có cái chùa Khánh Lâm, vậy là quý vị biết cái chùa Khánh Lâm được mọc lên là cái Phật sự đời trước của Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức đã gieo trồng như thế nào. Cho nên cái Phật sự này nè, bây giờ này mới có cái chùa giống vậy. Còn có người cũng tu hành giống vậy, nhưng mà tại sao cái cốc cũng chưa có ổn nữa, cái cốc nó còn dột, nó còn siêu nữa. Giống như thế gian người ta có cái câu đó: dí dầu nhà dột cột siêu, muốn đi lấy vợ sợ nhiều miệng ăn. Tại sao ai ta lớn lên cũng có vợ có chồng ta không sợ, mà mình sợ? Là bởi vì ăn ở sao đời trước, đời này ăn cũng không no, lo không có đủ mặt. Nghĩa là đời trước siêng quá, cho nên tạo quá nhiều cái phước, đời này không đủ ăn. Cái đó là chúng ta hiểu rằng là Phật sự hay là ma sự, việc đó là việc tốt hay việc xấu. Nếu đời trước mình gieo cái nghiệp tốt thì đời này mình sẽ hưởng cái quả báo của nó. Còn đời trước mình gieo cái nghiệp xấu thì giờ này đừng có hòng có van xin, có cầu khẩn cũng đâu có được đâu. Vì đâu có gieo nhân đâu mà có cái quả báo. Từ đó mình nói mình vô chùa mình cầu xin, hỏi là ở trong chùa linh không? Nếu mà linh thì thầy cầu rồi, thầy cất cái chùa lớn hơn chùa Khánh Lâm này rồi, đâu có dột tới dột lui. Nhìn chùa Khánh Lâm thầy mới biết phước của thầy chưa có đủ, không biết mai mốt nó có trổ không. Chứ giờ này nó dột trước dột sau, trời mà nó mưa ở ngoài giống như ở trong. Như và mình đâu có buồn đâu. Mình thấy ruộng người ta đó, lúa nó đầy, lúa nó trổ rồi, mà ruộng mình đó, nó đang trổ đồng đồng, thì trước sau gì cũng giống nhau, tại chưa biết nó trổ làm sao thôi. Còn mình thấy ruộng người ta lúa nó trổ quằng cây, còn ruộng mình cỏ không, cái này mới ngu nè. Cái này mình mới tự trách mình, đúng không? Cho nên á, mình nhìn mọi người xung quanh á, để mình xét mình cái nhân quá khứ mình có bằng người ta hay không, để mà mình lo cái việc hiện tại. Rồi bây giờ cái đó là cái nhân quả quá khứ, nó được xem như là cái Phật sự. Cái việc đó nó tốt hay nó xấu trong quá khứ mình sang trang đi. Bây giờ quá khứ đã qua rồi, bỏ qua, qua cái hiện tại. Bây giờ hiện tại chúng ta tu theo Phật, vậy thì chúng ta học Phật cái gì để chúng ta làm được cái việc của Phật? Đức Phật dạy ai học Phật á, người này có khả năng thành Phật. Y như ai học toán á, có thể thành một vị thầy dạy toán. Ai học cày ruộng á, sẽ trở thành một anh nông dân cày ruộng giỏi. Ai học may á, sẽ thành một người thợ may giỏi, rồi có thể đi dạy lại người khác nữa. Nhưng không phải ai học mai cũng có thể dạy lại đâu. Biết mai là mừng lắm rồi, nhưng mà đi học mai, mình mai giỏi, mai đẹp mà còn dạy cho người khác nữa, thì cái này được gọi là bậc thượng. Còn cái bậc trung á, là biết mai và mai đẹp, mai khéo,
là tốt rồi, dạy cho người ta không biết dạy. Còn cái bậc hạ đó là cho nó đi học may, tốn tiền gần chết, quay về nó may hư cái áo luôn, đền mất chết luôn. Cho nên có nhiều người tại sao nó đi làm, nó đi tới đâu nó làm ra nợ tới đó. Tại vì nó là cái bậc hạ ở trong cái cuộc đời này. Đời trước á, nó gieo cái nhân không có tốt, cho nên đời này nè phước báo nó không có trổ. Đời trước nó vay của thiên hạ rồi, cho nên đời này nó sanh ra để nó trả. Cho nên á, nhờ mình biết được cái Phật sự, Đức Phật dạy cho mình cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Cái sự việc mà Phật đã làm, nghĩa là Phật đã làm, Ngài đã khởi ra một cái tâm niệm, Ngài đã khởi ra một cái tâm niệm trí tuệ. Hai tâm niệm này được xem như là hai cái cánh, đôi chân, hai cái bàn tay, hai cái con mắt, hai cái lỗ tai, hai cái lỗ mũi. Kiếm cái gì có hai nữa là mình đưa vô. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta có hai thứ. Một là từ bi, thứ hai là trí tuệ. Mà chúng ta phải khởi ra một cái niệm để chúng ta học, chúng ta làm. Học á, là phải có trí tuệ. Làm á, là phải có từ bi. Từ bi nó tạo ra cái đức. Cái trí tuệ nó tạo ra cái tài. Cái từ bi nó sanh ra cái tài. Cái trí tuệ á, nó tích lũy thành cái công đức. Ở thế gian á, người nào tốt á, người ta nói người đó ăn ở có đức. Nhưng mà xuất thế gian á, thì người nào có trí tuệ á, người đó mới có công đức. Cái này khác nhau nghe. Cái người thế gian á, người nào tốt á, người ta nói người đó ăn ở có đức. Không phải, cái đó mới có phước à. Chứ nó chưa có đức. Cho nên người ta nói ăn ở có đức á, mặc sức mà ăn. Nhưng mà ăn ở có đức là ăn ở làm sao? Thường làm từ thiện, giúp đỡ người này, giúp đỡ người kia. Sống một đời sống chân thật. Sống yêu thương. Sống xả thân vì mọi người. Không có sát sanh. Ủa, sát sanh có chứ, không có giết người, quên. Người ăn ở có đức chứ, ta cũng mắc mớ gì không sát sanh. Người ta không giết người thôi. Nhưng mà con nào lộn xộn giết. Tại nó lộn xộn chi. Cho nên là cái người ăn ở có đức á, người ta không giết người thôi. Người ta không trộm cắp của ai mà người ta còn cho người này người kia. Người ta không có, người ta sống một đời lương thiện, người ta noi cái gương của cái người xưa để sống một cái cuộc sống mà được mọi người trân quý. Chứ cũng không phải nói cái người có đức á, là chỉ có một vợ thôi. Có khi họ cũng năm bảy vợ nhưng mà họ vẫn là một người có đức. À, cái cô nọ cũng không phải là một chồng mà cổ có phải năm bảy chồng, nhưng cổ vẫn là người có đức, cổ tốt lắm luôn. Do cổ tốt quá cho nên ông nào cũng thương hết, cả chục chồng như tại vì ăn ở có đức nên ai cũng thương hết. Thì có nhiều ông á, ông dễ thương lắm, ông đi tới đâu ăn nói có duyên, cho nên là tôi nói quý cô theo quá trời luôn. Cái chuyện đó là chuyện nghiệp chướng, nhưng mà người ta vẫn noi theo một cái tâm hạnh là người có đức ở thế gian là người rất là tốt. Đó. Người ta yêu thương lo lắng cho tất cả mọi người. Người ta nói, người ta khéo dùng lời nói để không mất lòng người này người kia, khéo đem sự hòa hợp cho mọi người. Và người ta cũng có thể uống rượu nhưng người ta biết chừng. Người ta uống người ta dừng lại cho biết chừng. Còn có nhiều người á là không sai không về, là thay sai không thấy đường về. Cho nên người xưa có châm biếm, thấy không? Chim khôn lựa cành mà đậu, gái khôn lựa mấy thằng nhậu mà nhờ, mai sau nó chết bụi chết bờ khỏi chôn. Là bởi vì mình không có đức cho nên á, mình nhậu á, là mình không có dừng lại. Cái đó là ma sự. Còn cái việc tốt á, mà chúng ta đến đám cưới, đám hỏi, đám tang, đám gì đó không biết, ta cũng uống với mọi người rượu tình, rượu nghĩa. Uống mà phải biết rằng mình là ai, mình là người có đức độ hay không. Chứ còn mình nói lát cái đức chến nè,
Mình nói cái nó đứt hết tình hết nghĩa luôn à. Tại sao vậy? Lúc đầu thì mới vừa vô nhậu thì nói câu bộ hay lắm, lát nữa nó nhè ra rồi nó tệ lắm luôn. Cái đó mới gọi là người có đức hay không. Cái việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Cho nên năm giới cấm của nhà Phật á, mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mình quy Phật là mình làm cho giống Phật. Mình quy là mình trở về mình làm cho giống Phật. Mình quy Pháp là mình cố gắng học những lời hay ý đẹp của Phật đã dạy cho mình trở thành Pháp. Quy Tăng là gần gũi thầy lành bạn tốt. Mà mình quy xong rồi mình giữ được năm giới. Giới thứ nhất là không giết người, giảm giết các loài súc sinh, biết thương yêu chúng, dần dần tập ăn chay để thương yêu các loài. Chứ không phải là không sát sanh là không giết con gì. Không có đúng. Phật sự là phải nói cho đúng. Còn Phật sự mà nói không đúng thành ra là ma sự. Có người nói không sát sanh là đến con kiến, con gián cũng không có giết. Vậy thì thầy hỏi là quý vị có làm ruộng không? Vậy là rầy nó ăn lúa rồi có xịt không? Cái mình quy tam bảo mình không xịt rồi đặng nhịn đói vô chùa tu hết hả? Rồi bây giờ chuột nó cắn có bỏ thuốc không? À, nếu không bỏ thuốc nó cắn hết làm sao? Bây giờ nó không có rầy ở trên mà có chuột ở dưới. Rầy ở trên nó hết rồi, giờ còn chuột cắn dưới gốc không à? Cho nên á, mình nói là giới không sát sanh là giới không giết người, giảm giết các loài vật vô tình, tăng trưởng lòng từ bi, tập ăn chay, cái đó gọi là Phật sự. Ngay trong giây phút hiện tại mình không trộm cắp, không lấy của ai, ai không cho, dầu rằng ngọn cỏ cây kim người ta không cho thì không được lấy. Nhưng mà có lúc mình cũng biết cho người khác. Thì có người đức độ, người ta đến người ta hái một trái hai trái ớt không sao đó. Tại vì sao? Người ta cho quá nhiều đi, cho nên ta thấy có trái ớt mà bữa nay đi về, nên là đi ngang cái vườn này cũng mừng cho ông hai bà ba làm được cái vườn ớt nó đẹp. Không thấy có ai hết á, cũng kêu lên cho tôi trái ớt kêu. Có xin rồi nhưng mà không thấy ai hết, hái luôn. Nhưng mà cái người có đức á, không có ai nói á. Mà cái người không có đức á, hái người ta đến tới nhà người ta chửi á. Tại sao? Mình ăn ở không có đức, mình không có phước, không có đức, cho nên mình hái người ta chửi. Còn mình có phước có đức, mình làm một bụng cũng không ai nói nữa. Vấn đề quan trọng cái giới thứ hai mà mình làm đúng Phật sự nghĩa là gì? Cái việc tốt ráng cố gắng làm, gieo trồng nhiều cái việc tốt, thì mai mốt á, mình làm một cái gì đó người ta cũng cười, chứ người ta không có, người ta không quy. Tại sao vậy? Tại vì người này làm việc tốt nhiều lắm. Chứ không phải ở thế gian là mình cho người ta quá trời, đến nỗi mà giờ mình hái cái ớt mình cũng không dám nữa. Cái đó không có đúng. Mình sợ phạm giới trộm cắp. Không phải. Cái tình người mình cho nó nhiều hơn. Còn cái vấn đề nhỏ nhặt đừng có quan tâm. Cái người mà đúng làm Phật sự nó là vậy. Ráng thủ cái đức, ăn ở có đức, mặc sức mà ăn. Cái đó là tôi nói cái thế gian, cái lòng của mình phải tốt. Rồi phải ráng cố gắng là liêm chính. Hỡi vợ chồng thì phải cố gắng giữ cho đến già. Thì cái này là được xem như là người ta tôn vinh những con người gọi là gương mẫu, một vợ một chồng. Rồi những con người mà trong cuộc sống nó khổ quá, trả cái nghiệp không nổi, thì dẫu có ly dị hay là có chia tay đi nữa cũng phải nói tốt về nhau. Cái người này gọi là có đức. Tại vì tôi không tốt cho nên ảnh mới có vợ khác, cho nên tôi tự thấy mình không có tốt, thôi người kia tốt hơn, chúc phúc cho ảnh, thôi tôi lo tôi nuôi con, hoặc là chia ra người luôn nuôi đứa, ổng không nuôi, ổng dồn cho mình nuôi luôn cũng được. Nhưng mà phải ráng có cái tâm tốt để mình chi mình thủ cái đức. Đời trước mình ăn ở thì sao, đời này mình hạnh phúc mình không có tròn. Cho nên mình phải tự trách mình. Nhân cái chỗ đó là tôi tự trách bản thân tôi. Đời trước không biết ăn ở thì sao, đời này không ai ưa đi tu luôn. Chứ không phải quý vị tưởng tu là giỏi đâu, không phải. Tại không ai ưa hết, giờ ở ngoài mình thấy mình ế quá, thôi đi tu cho chắc ăn. Chứ còn thấy nhiều người hạnh phúc mình mừng cho họ, còn thấy nhiều người người ta đau khổ, người ta tan vỡ, mình cũng thương.
thương tội nghiệp cho họ. Cái giới thứ tư là giới không nói dối. Ở thế gian này ai cũng nói dối, nói dối nè, nói thêm bớt nè, nói chuyện của người, chuyện của mình, nói qua nói lại là nói đòn sóc hai chiều nè, rồi nói lời hung ác là nói móc câu á, móc họng người ta, nói sống để bụng chết mang theo. Thì cái người trí, người có đức người ta không nói như vậy, người mà nói theo học Phật người ta không nói như vậy, mà người ta nói làm sao cho hai bên hòa hảo với nhau, người ta dùng cái lời khéo léo để nói. Dầu rằng Đức Phật 49 năm ngài cũng nói dùng phương tiện thôi, nhưng mà ngài không có nói dối. Thấy nó khổ quá mình nói cho nó hết khổ thôi, chứ không có nói dối. Ai không hiểu được Phật á, thì người đó chưa phải là người đệ tử Phật, không hiểu được giáo pháp, cho nên Phật sự họ làm nó trớt quớt à. Có nhiều người nói ra là toàn là lời Phật không à, nhưng mà họ làm á, không có được cái gì hết trơn, không có lợi cho mình, không có lợi cho người. Sống bằng cái tâm ích kỷ nhỏ nhen, sống bằng cái tinh thần là tham lam, đố kỵ, ganh tị, vân vân. Nhưng mà họ nói Phật pháp không, nhưng mà thật sự ra họ không phải là người tốt. Do vậy mà lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói. Nghĩa là cái lời nào nói mà nó đúng công thức Phật sự là lợi cho mình, lợi cho người, lời nói đó phù hợp với lòng từ bi và trí tuệ, lời nói đó là lời nói làm cho Phật pháp được trường tồn, cái lời nói đó đó được xem như là Phật sự. Điều cuối cùng á là không nên nghiện. Cái điểm á là giới thứ năm là không nên nghiện. Giả sử như nghiện rượu, nghiện quánh bài, nghiện mua vé số, nghiện quýnh đề, nghiện làm bà tám, mấy cái nghiện đó đó đều gọi là phạm giới thứ năm hết đó. Có nhiều người nghiện nói, tối ngày nói hoài, đụng ai cũng nói, nó hết chuyện này tới chuyện nọ chuyện kia, mấy người đó gọi là phạm giới thứ năm, gọi là bị nghiện. Có người uống rượu á, quay qua quay lại đó là rủ người này rủ người kia, gài độ người nọ để nhậu, nhậu ngày nào cũng nhậu, thì cái người đó là phạm giới thứ năm. Còn cái người mà đi đám lễ lọc đồ đó, uống ly hai ly, người này không có phạm giới. Chứ không phải là nói giới thứ năm là không uống rượu, là dầu một giọt cũng không được thấm vào môi, thì cái đó là nói cho người xuất gia. Còn người tại gia là được quyền uống miếng, nhưng mà đừng để sai. Rượu tình, rượu nghĩa, uống sao mà thành công, uống sao mà có đức độ, uống sao mà mọi người thương yêu, uống sao mà làng xã sum họp, uống sao không phá làng phá xóm, cái đó là ma. Uống rồi xong rồi nó đi giữa đường của ông nội nữa, nó đi một mình nè, rồi nó nằm luôn ngoài đường đó, lỡ người ta đụng nó cái nó mang họa đó người ta. Cái người đó đó là bị chửi, đó là ma sự. Còn Phật sự là uống để cho nên tình, nên nghĩa, nên đức, nên danh, thành công trong cuộc sống, cái đó cho uống. Uống hết thôi. Uống ly bia, hai người làm ăn với nhau uống lon bia được, đừng quất 10 lon. Uống ly được, đừng có uống xỉn luôn. Đó, mấy cái đó là cho phép hết, chứ không phải giới thứ năm là nói là cấm uống rượu, cái Phật tử không quy y, điều đó không đúng. Cho nên tôi giải thích rồi, Phật sự nó là vậy. Mai mốt mà ai mà nghe pháp thoại này, mình lỡ mình uống ly hai ly không sao, cho nên đi quy y. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý ha. Quýnh bài quýnh chơi được, đừng quýnh bài luôn cái nhà. Lâu lâu cũng cá độ một chầu kem hay gì đó được, đừng cá độ cái kiểu cá độ đá banh nó trở thành ra máu, không nên, cái đó là bị nghiện. Rồi bây giờ trong hiện tại, cái người nào tốt người nào xấu thật sự ra người ta không nói, chứ không phải không biết, ai cũng thấy ai cũng biết. Nhưng có điều là có người ta nói, có người ta không thèm nói, có người ta nhắc nhở, có người thôi cũng không cần nhắc nhở. Tại vì nói nó cho mỏi miệng, nó đâu có biết lắng nghe đâu. Thì trong cái Phật sự đó, Đức Phật có dạy, nói một lần nó không nghe, nói hai lần, nói hai lần nó chưa nghe, nói năm lần, nói năm lần chưa nghe, nói 10 lần. Chứ mình đừng có bỏ cuộc. Mới đêm qua tôi giảng về cái bản kinh, thì trong kinh Trung Bộ á, kinh số 81, kinh để nói về một
một vị cư sĩ, đó là một vị cư sĩ tên là Gara. Ông này rất là hiếu thảo với cha mẹ. Ông nghe pháp, ông ngộ được pháp, nhưng mà vì cha mẹ già mà mù lòa nữa, cho nên ông phải ở nhà để nuôi cha mẹ. Mà ông quý trọng pháp lắm. Thì ông có một cái người bạn, gọi là cái người thâm tình nhưng mà giai cấp cao hơn ông, Cô Ly. Cái người bạn Cô Ly này là cao hơn ông, giai cấp cao hơn, nhưng mà ông chơi rất là thân vì ông rất là tốt, ông rất là có đức. Cái người bạn này không có hiểu đạo lý của nhà Phật, cho nên người cư sĩ này nè rủ người đó đến nghe Phật Ca Diếp giảng. Nhưng mà người này nói ba lần người này cũng từ chối, còn khinh thường Phật nữa. Thì bắt đầu rủ nó đi nghe pháp, nó không đi. Rủ nó đi tắm, tắm xong nó đi. Sau là rủ nó đi tắm xong gần cái chùa đó, gần chùa Khánh Lâm. Cho nên nói: Cu Ly ơi, ở đây gần chùa Khánh Lâm lắm, mà có hòa thượng ông giảng nữa, cho nên bạn hãy đi nghe với tôi, thật là hạnh phúc nếu bạn được nghe pháp thoại này. Ba lần nói nó cũng không nghe, nó cũng không chịu đi. Đã nói gần chùa rồi mà nó cũng không đi. Thì người này nắm tay bạn dắt đi luôn. Bạn giật lại, quăng cái tay của bạn mình và nói là: tao không đi. Rồi ba lần người này nói một cách ôn tồn: bạn hãy đi với tôi vì ở đây nó gần chùa rồi, mà rất là hạnh phúc nếu bạn được nghe thầy giảng. Sau đó người này cũng không nghe. Người bạn này nắm tóc lôi đi luôn, nắm tóc. Thì cái người bạn Cô Ly kia nghĩ rằng: ủa, cái ông Phật quan trọng như thế nào mà bạn mình nó là cái người rất là đức độ, rất là hiếu thảo, ai cũng kính, ai cũng quý, mà nó là giai cấp thấp hơn, nó đâu có dám đụng mái tóc mình đâu. Mà bữa nay nó dám nắm đầu mình luôn á, nó dám nắm tóc mình luôn. Nghĩa là cái người bạn này là nó trọng giáo pháp dữ quá. Từ đó mà ông chấp nhận. Ông thấy bạn mình quá quyết liệt, cho nên ông chấp nhận ông đến nghe Phật giảng. Sau khi ông đến nghe Phật giảng xong rồi, sau cái thời pháp xong rồi, ông ra mới nói: này bạn, tại sao bạn nghe pháp mà nó hay như vậy mà bạn không xuất gia? Thì người bạn đó mới nói rằng: bạn đã biết tôi rồi, tôi còn có cha mẹ già mà cha mẹ mù lò nữa, tôi xuất gia ai nuôi? Thì cái người bạn Cô Ly đó mới nói rằng: nếu bạn không xuất gia thì thôi, tôi xuất gia. Thì cái người bạn mà không muốn nghe pháp mà bây giờ đi nghe một thời pháp thôi là phát tâm xuất gia luôn, thì đó là tiền thân của Đức Phật. Mà tôi muốn nói Phật sự nghĩa là gì? Nghĩa là người Phật tử mình rủ bạn mình không đi, mình quyết tâm nói nó không đi, nắm tay lôi đi. Không ấy tổ chức xe rủ nó xong mình tổ chức xe, bỏ nó lên xe chở tới chùa Khánh Lâm. Ai về quay qua quay lại thấy nó ngồi vào nhà bếp ăn xong cái nó đi kiếm chỗ nó ngủ, rồi lát ra xe nó về. Nó cũng không muốn nghe giảng nữa, nó nghiệp nó nặng vậy đó. Rủ cho nó tới chùa rồi nó cũng không vô chùa nữa kia. Cho nên có nhiều bà mẹ dụ con mình đi chùa, con nó không chịu đi, nói: thôi mẹ không đi, mày chở tao đi đi, bữa nay chân tao đau tao chạy xe không được, mày chở tao đi. Nó chở tới cổng chùa nó bỏ xuống nó đi chơi, ép bạn gì đó chứ không phải. Có nhiều đứa nó cứng đầu lắm. Nhưng mà quý vị đừng có bỏ cuộc, quyết tâm độ cho bằng được, đừng bỏ cuộc. Như vậy là người Phật tử vẫn có thể hoằng pháp, vẫn có thể làm cho Phật pháp trường tồn. Còn chư tăng ở đây không phải là hòa thượng không giảng cho Phật tử nghe được. Đại đức Thiện Tín không phải là không giảng cho quý vị nghe được, mà tại vì tạo điều kiện. Cho nên là ngày bữa khác ngài giảng, ngay cái giai đoạn này ngài tạo điều kiện cho tôi đến đây để tôi giảng. Chứ còn chư tăng chư ni là ai cũng giảng được hết. Quý ngài còn giảng hay hơn tôi nhiều. Tôi là người giảng dở nhất trong hàng giảng sư, cho nên là tôi ế lâu lắm, lâu lâu mới được giảng buổi ế.
Cho nên là tôi là cái người dở nhất trong cái đội ngũ giảng sư. Nên là quý vị thấy nguyên một năm mới được xuống lần nữa quý vị. Chứ đâu phải là tháng nào cũng được xuống đâu. Cho nên cái Phật sự là gì? Là việc mình chia với nhau. Người này làm chuyện này, người kia làm chuyện kia. Quý ngài làm việc lớn, tôi làm việc nhỏ. Cho nên là quý ngài dành ra cái thời gian cho tôi có thời gian chia sẻ với quý vị. Vậy là cái Phật sự ngay trong giây phút hiện tại thì ngôi chùa này á đã thành hình rồi, bây giờ là khánh thành rồi. Thì tôi cũng bước vô, tôi cũng hỏi Hòa Thượng là cái chùa này khang trang trang nghiêm quá, con ngưỡng mộ á. Thì ngài cũng cho con biết là cái chùa này làm được bao nhiêu. Thì ngài cũng nói cái chùa này cũng 4 tỷ mấy, gần 5 tỷ. Nhưng mà ở dưới quê mà làm được một ngôi chùa vậy là phải nói là cái công đức phước báo lớn quá rồi. Nhưng mà nó vẫn còn một cái phần bóng mờ ở phía sau, là cũng còn cả tỷ nữa. Nó là phần bóng mờ, chứ mình đừng có nói nợ, nó kỳ lắm. Bóng mờ nó chưa có sáng. Thầy cũng mong rằng cái Phật sự này sẽ được sự đóng góp của tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ ở huyện Cờ Đỏ, cũng như ở tất cả các nơi xa xôi đến đây để chia sẻ. Quý vị không đến trực tiếp được thì quý vị ở xa chuyển qua tài khoản được hết, không sao. Người ta nói một lại xa bằng ba lại gần. Có khi mình lại tới nơi mình đưa tiền chưa chắc bằng ở xa mình gửi qua tài khoản. Đồng ý không Phật tử? Đồng ý phải không? Có gì nuôi heo cũng được ha. Ở trong nước mà mình làm không xong thì ở nước ngoài gửi về cũng được. Là bởi vì một lại xa bằng ba lại gần, mà cái phước báo ai gieo nấy hưởng à. Ai tạo nghiệp thì người đó chịu thôi. Cho nên chúng ta đừng có tâm hoài nghi gì hết á. Ai làm tốt có quả báo tốt, ai làm xấu có quả báo xấu. Mình mà có cái tâm tốt thì cái quả báo nó tốt, nó trổ trong đời này và nó trổ nhiều đời sau. Rồi, tôi gác cái trang hiện tại và tôi đến cái trang tương lai. Phật sự trong tương lai sẽ đi về đâu? Tôi thì tôi thấy được cái Phật sự mà ngày xưa thời của Đức Phật. Tôi quán chiếu tư duy để tôi cảm nhận được trong cái nhận thức của tôi, thì Đức Phật làm việc Phật sự khó lắm quý vị. Đức Phật mà đi nói pháp á, các bà la môn á, mà quy y với Phật, xuất gia theo Phật, thì các vị trưởng bà la môn ghét lắm, tìm cách hại Phật. Tôi có giảng một bộ kinh Hiền Nhân ở bên Úc, thì trong cái bản kinh Hiền Nhân này cũng đã nói cái tiền thân của Đức Phật là ngài Hiền Nhân. Trong quá khứ á, ngài đã bị hại, mà đến bây giờ ngài thành Phật rồi đó mà ngài vẫn bị hại. Cho nên tôn nữ Tôn Đà Lị đó là một tôn nữ rất là đẹp, người giai cấp bà la môn giàu có. Vậy đó mà vì sùng tín cái đạo bà la môn quá, cho nên tìm đủ mọi cách hại Phật và chư tăng. Cho nên cô ta trang điểm đẹp và dâng cúng cho Phật và tăng rất nhiều y thực, y phục và vật thực, phẩm vật. Rồi ngày qua tháng lại được mấy tháng đó, thì năm vị bà la môn đến hãm hiếp và giết cô ta, chôn ở dưới giường chùa đó. Và sau đó môi lên để du oan giá họa cho Phật và chư tăng. Thì cái câu chuyện đó được đưa lên tới trên ông vua, vua phải xuống xử. Thì bây giờ vua đến để yết kiến Đức Phật. Thì sau 7 ngày Đức Phật và chư tăng ngồi ở trong chùa Khánh Lâm, không có đi ra, vì bị nó hãm hại cỡ đó mà sao ra được. Cho nên bây giờ người ta chửi quá đi, thì bắt đầu ngài ngồi ở trong chùa luôn, Phật và chư tăng ở trong chùa 7 ngày. Tới ngày thứ 8 á, Phật mới sai ngài A Nan đi ra bên ngoài phố á, dạo và nói với dân chúng rằng cái kẻ ác á, gieo cái nhân ác sẽ gặt hái cái quả xấu ác. Người nào làm ác người đó sẽ bị quả báo. Thì người dân mà nghe chư tăng ra nói như vậy đó, thì người ta sanh tâm hoài nghi. Bắt đầu vua cho người đi lùng sục, coi coi sự thật ra làm sao.
thì gặp được năm cái ông Bà La Môn mà giết á, nó chia không có đều. Bà La Môn mà lâu năm nó chia đều, chia phần nhiều. Người nào mà thuộc năm bộ vệ đà đó nó chia phần nhiều. Người nào mà không thuộc kinh và tu ít năm á, nó chia ít. Rồi đến cái ông mà giết á, là cái ông đó là không có thuộc kinh mà cũng tu, mới tu nữa, cho nên nó chia ông ít nhất. Thì ông đó mới nói là các anh mà chia tôi ít á, là tôi kiện á, là để cho nó bể ra là các anh cũng không có sống được đâu. Thì nghe nó gây gỗ với nhau và nó kiện cáo nhau, thì bên này quan quân mới bắt và bắt giải về trên vua. Vua mới đem câu chuyện đó ra hỏi Phật lý do tại sao. Phật mới kể câu chuyện tiền thân của ngài đó là Kinh Hiền Nhân. Thì chúng ta biết rằng là thời của Đức Phật ngài làm đạo cũng rất là khó. Trong hiện tại thì tôi thấy đạo Phật á, là cái đạo tự giác. Đạo Phật không có một vị giống như là Hồng Y bên Thiên Chúa Giáo. Thiên Chúa Giáo có Hồng Y, cho nên khắp trên thế giới này nè, cái bên đạo Chúa đó, từ trên xuống dưới người ta có cái ekip, người ta có cái hệ thống, cái điều hành, từ cái vị giáo hoàng cho đến các vị giáo phận, rồi cho đến các cái ngôi cái ngôi thánh thất, các ngôi các cái nơi mà Thiên Chúa có mặt, các cái giáo phận. Tôi thấy được là họ có một hệ thống, nhưng mà trong Phật giáo chúng ta không có. Trên thế giới chúng ta không có một vị đứng đầu. Ngày xưa Đức Phật còn truyền y bát, nhưng mà truyền y bát thì truyền, chứ còn ai tu theo người nấy à. Đó, không có một cái gì gọi là ràng buộc hết. Đạo Phật là đạo giải thoát cho nên không có ràng buộc. Từ chỗ đó, từ quá khứ á, Đức Phật chánh pháp nó tiêu dần dần, nó còn tượng pháp. Tượng pháp nó tiêu dần dần, nó còn mạt pháp. Còn cái đạo Chúa, thời mà Chúa sanh ra đó, cái kinh Cụ Ước với kinh Tân Ước nó có nhỏ xíu à, nhưng mà cái học trò, những vị mà tu theo Chúa mà ta gọi là cha nhà thờ, những vị linh mục, ta học rồi ta dần dần ta mở rộng ra, cho nên đạo Chúa bắt đầu phát triển. Từ cái thấp nó phát triển lên cao. Còn đạo Phật của mình á, cái thời Đức Phật là thời chánh á, từ cái cao á, nó tuột dần xuống. Cho nên á, chúng ta thấy trong Phật sự ở vị lai á, là dần dần á, là người tu rồi đông mà chứng ít. Là lý do chúng ta hành cái giáo pháp của Như Lai á, mà thiếu học. Vì không có ai nói ai nghe, ai muốn làm cái kiểu gì đó làm. Có khi thầy nói trò muốn nghe nghe, không nghe bỏ đi chỗ khác. Cho nên một ngôi chùa hòa thượng á, có những bậc là đại lão hòa thượng tu hành tốt dữ lắm, nhưng mà đệ tử bỏ đi hết à, không có nghe theo. Tại vì dạy muốn nghe nghe, không nghe thôi. Còn hòa thượng trụ trì thì là một cái người học cao hiểu rộng đức độ, nhưng mà giảng cho Phật tử có khi Phật tử cũng không muốn nghe nữa. Làm như là Phật nhà không có linh, Phật hàng xóm nó linh hơn. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Từ cái chỗ đó mà quý thầy á, mở cái lớp giáo lý ra dạy, dạy vài bữa còn có mấy người. Lại dạy lúc đầu là mấy trăm người luôn á, dạy được tháng, dạy mấy tháng, dạy năm còn có 2-3 người le ngoe. Cái đó là Phật sự. Cho nên á, ai mà có tầm nhìn tương lai là quý vị thấy tương lai Phật sự đuối lắm. Cái người không học á, mà ta gọi là tu mà không học là tu mù, biết đâu tu. Nhưng mà bây giờ có cố gắng dạy mà Phật tử không học sao dạy. Cho nên tôi cả đời phát nguyện hoằng pháp á, nhưng mà cũng đau lắm quý vị. Có khi nó mê tín mình nói, họ không nghe, họ còn quay lại, họ còn tìm cách họ hại mình nữa. Chứ không phải là ta để cho mình yên đâu. Tại vì mình đụng vô cái mục ghẻ của nó. Cái mục ghẻ mê tín cầu thần, cầu xin đủ thứ đó.
Rồi ông lên bà xuống, ở ở ngáp ngáp, nói ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên mây. Mà mình đụng tới nó là nó tìm cách nó hại mình, chứ nó không có để cho mình yên. Từ cái chỗ đó mà Phật sự trong tương lai làm một cái gì đó nó mơ mơ hồ hồ ghê lắm. Tôi đi nhiều nước trên thế giới, tôi thấy đạo Phật tôi lo lắm. Không biết rồi mai này Phật sự sẽ đi về đâu, tương lai sẽ như thế nào. Mà bây giờ quý thầy của mình đi trên thế giới xây chùa tới đâu là cũng mắc nợ tới đó. Còn Thiên Chúa giáo người ta dư tiền lắm của, người ta được từ trung ương rót xuống, cho nên cái nhà thờ nào nó cũng lớn hết. Và nó mua đất là nó mua tại ngay ngã tư đường á. Còn chùa mình ở trong đây chạy vô kiếm muốn chết luôn. Ở trong cái hốc nó to. Ở chùa đó là nó ở trong cái hốc à. Còn nhà thờ ở ngoài ngã tư á. Quý vị đi ở Sóc Trăng á, quý vị thấy ngay ngã bãi không? Chạy vô ngay ngã bãi thấy cái nhà thờ chà bá nằm chứ giữa. Còn đi kiếm cái chùa đó quẹo không có đường vô, đi bộ gần chết. Từ cái chỗ đó quý vị thấy là tại sao đi chùa, muốn xây được cái chùa là mắc nợ gần chết. Vì đâu có ai cho ai đâu. Phật tử vui thì cúng, buồn thì nó tạo cho một cái scandal, rồi thiếu nợ mắc chết luôn. Rồi cả đời trả nợ không xong nữa là làm sao xây cho xong cái chùa. Tôi nói như vậy, tôi cũng mong rằng cho quý Phật tử hiểu rằng có những người, người ta nó nhìn cái xấu không à, người ta không có nhìn cái tốt. Vậy là người ta là ma sự hay Phật sự? Ma sự. Ma sự là người ta kiếm cái xấu người ta nhìn nhau không. Mà ta nhìn nhau bằng cái xấu cho nên người ta không có phát triển được. Thì Phật giáo cũng không phát triển được. Chia năm xẻ bảy, không có hòa hợp. Mà đạo Phật á, là chuộng cái lục hòa. Mà đệ tử Phật á, là không hòa. Vậy là đệ tử Phật á, là con vi trùng của con sư tử. Nghĩa là Đức Phật dạy giáo pháp của ta đó là giáo pháp đưa con người đi đến chỗ cao sang, từ cái bậc thấp đưa đến bậc cao. Nhưng mà người nào đó mà cứ nhìn thấy cái lỗi, nhìn thấy cái xấu của nhau đó, mà không biết giúp đỡ lẫn nhau, mà luôn luôn triệt hạ lẫn nhau. Cho nên vô chùa đạo bà Tám đông lắm, đạo Phật không thấy. Tại sao vô chùa mà đạo bà Tám nó thịnh? Là bởi vì vô chùa đâu có học đâu, mà không học Phật cho nên hành toàn đạo đạo mê tín không à. Cho nên là không biết năm rồi tôi xuống đây tôi ước ao có một cái lớp giáo lý, mà không biết có không. Chắc là nam mô thường ước mơ là ước mơ thôi thầy ơi, chứ làm sao có được. Tại vì cái chùa này nó hẻo quá, ở trong đó mà lâu lâu có cái lễ gì mà kiếm được 50-30 người, 100 người là đỏ con mắt rồi. Mà đòi cái lớp giáo lý sao có. Cơm áo gạo tiền, cái chỗ karaoke nó đông lắm, chùa cũng có người nè. Đó, cái chỗ đó mới nói là Phật giáo sẽ đi về đâu. Cho nên tôi cũng mong rằng quý vị cố gắng học được những điều hay, điều tốt. Mình nghiên cứu là quan trọng. Cái mà mình nghe đó là cái ít, mà cái mình nghiên cứu á, nhớ nghiên cứu mà người ta nói, người ta chế biến, người ta châm biếm, người ta nói là nghiên cứu là ngu như kiến. Mình nghiên cứu có nghĩa là mình phải đọc tới đọc lui ha, mình lấy cái kinh ra mình đọc tới đọc lui thì bắt đầu mình mới hiểu là à, Bát Nhã, cái kinh này là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách. Là ngũ uẩn là cái gì? Mà ngũ uẩn giai không là sao? Thì bắt đầu chúng ta mới hiểu ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy là năm uẩn giai không là sắc là không. Vậy thì sắc là không có nghĩa là có cái thân cũng như không có cái thân, có cái chùa cũng như không có cái chùa. Sắc tức là không, không tức là sắc. Không hiểu. Vậy thì mình không hiểu, mình làm sao cho mình hiểu? Vậy là mình nghiên cứu, mình đọc hết kinh này, đọc tới kinh nọ, đọc tới kinh kia, để làm sao mình hiểu cho được sắc tức là không. Để rồi mình không còn khổ nữa. Lỡ nó có mất mình không khổ, mà nó có nhiều hơn mình cũng không bị giam trong địa ngục bởi cố chấp vật chất. Mình không ai thương hết, gọi là thọ tức là không, không tức là thọ. Mình đừng có cái cảm giác là
tại sao ba mẹ thương em út mình mà không có thương mình? Là tại vì chắc ba mẹ thương con gái, thương con trai. Nhất nam giết hữu, còn thập nữ giết vô. Không phải đâu, con nào cũng là con hết. Mà tại vì nó con trai, nó cực, mà nó cũng vô phước nữa. Còn tụi bay con gái mà tụi bay có phước hơn, tụi bay đẹp hơn nó. Và thấy bay, nó giống út đực không? Tao thương nó là tại vì nó giống út đực. Nó vừa ngu mà phước báo nó cũng còn kém hơn người ta nữa. Cho nên có nhiều người con trách cha trách mẹ tại sao thương không đồng. Cho nên cái thọ này nè nó làm cho mình khổ. Bây giờ mình tụng kinh. Thọ tức là không, không tức là thọ. Nghĩa là ta có nhiệm vụ, cha mẹ sanh ta ra nuôi ta lớn lên, ta có nhiệm vụ báo hiếu cho cha mẹ. Chứ ta đừng có hòng là cha mẹ thương đồng với nhau. Cha mẹ thương mình lắm nhưng mà mình không có nhận được tình thương đó. Tại vì sao vậy? Mình có phước rồi. Cho nên là cha mẹ không phải là lo lắng cho mình. Cho nên mình thấy cha mẹ không có thương. Mình thấy cha mẹ lo lắng cho đứa kia, mình tưởng là cha mẹ thương. Không phải đâu. Có đứa cha mẹ lo lắng nhưng mà cha mẹ thương không có nhiều bằng cái đứa mà cha mẹ không có lo lắng. Cha mẹ không lo lắng nhưng mà cha mẹ thương nhiều lắm. Vì sao vậy? Vì nó có phước, nó lo cho cha mẹ. Cha mẹ bệnh một cái là nó chạy nó lo dắt dò lên cổ. Còn cha mẹ thương đứa kia lo cho nó, nhưng mà khi cha mẹ bệnh rồi nó nói con bận đi làm, con không có thăm ba má được. Tại vì nó nghèo quá mà nó lo nó làm sao nó thăm được. Cho nên mình muốn cái phước trong tương lai mình có, đời này mình đừng có ganh tị, mình đừng có cà nanh. Mình có phước mình lo mình làm phước nhiều hơn. Cho nên á, ai có được cái phước lo lắng cho Phật Pháp, lo lắng cho cha mẹ, phụng sự cha mẹ cũng như là cúng dường chư Phật, từ đó mình làm được nhiều cái phước, mình hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ quá khứ, thì cái đó đó là vị lai của mình á, là công đức phước báo mình nó lớn. Mình sanh ra là tự nhiên mình đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi nó đẹp lắm. Có ai muốn là đời sau mình đẹp giống như Phật không? Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thầy vừa nói mũi nó tưởng thầy đẹp lắm, nó bay vô. Ông nhận mấy mũi này cũng rảnh dễ sợ lắm. Nó thấy thầy thơm, thầy đẹp, nó bay vô nó quất hoài. Cho nên mình cũng hạnh phúc là bởi vì mình thơm cho nên nó bay vô. Cái tâm của mình á, mình làm sao á, mình nghĩ cho được con đường giải thoát và mình thấy rõ nó để mình đi trên con đường giải thoát đó, thì cái người đó đó là cái người biết học Phật, biết thực hành theo những lời Phật dạy, và biết thực hành như vậy gọi là Phật sự đó. Đó là ba cái yếu tố mà chúng tôi mượn thời gian để chúng tôi nói chủ đề Phật sự. Bây giờ tôi kết luận, ai có hỏi gì thì trả lời, còn ai không hỏi thì thôi về ngủ. Tại vì tôi biết ở dưới quê á, mà gà nó vô chuồng là người cũng vô mùng. Tại vì mũi nó nhiều mà. Bây giờ tóm tắt là nè, quá khứ có ba, hiện tại có ba và vị lai cũng có ba. Tôi nói ba phần nhưng mà tôi kết luận chín phần. Quá khứ quý vị nên nhớ ba phần. Phần thứ nhất là trong quá khứ về cái y báo của mình là vật chất á, mình có bố thí, mình có cúng dường, mình có làm phước nhiều hay ít. Mà nếu mình cúng dường nhiều hay ít á, mình bố thí nhiều hay ít á, cái phước mình nhiều ít thì ngay trong hiện tại này nè, mình làm chơi mình cũng ăn thiệt nữa. Mình làm tới đâu mình thành công tới đó. Đó. Rồi vị cái hiện tại này nè mà mình gieo cái phước đó đó thì trong tương lai á, nó trổ nhiều hơn nữa. Cho nên mai mốt mình gọi là chuột sa ổ nếp. Mình sanh ra là gọi là đẻ bột điều. Mình vừa tái sanh ra cũng giống như Bồ Tát Siva Lý vậy đó. Sanh ra là bà mẹ của Ngài, đi tới đâu là trù phú tới đó, đi tới đâu là giàu có tới đó. Mình phải mang cái phước để mình cộng nghiệp với cha mẹ mình trong tương lai chứ. Cho nên chúng ta không gieo phước thì tương lai chúng ta sanh ra ở đâu là nghèo nàn ở chỗ đó, sanh ra ở đâu là tai họa ở chỗ đó. Đó, một mà là ba rồi đó nha. Cái thứ hai là chúng ta làm sao sống
chúng ta hiểu trong quá khứ chúng ta đã tạo ra bao nhiêu cái mối quan hệ, mối liên hệ, cái truyền thông trong sự hòa hợp. Ai mà sống tốt với mọi người mà có cái đức thì sanh ra trong đời này nè được người ta thương yêu, được người ta được mọi người thương yêu, quý kính và lo lắng chăm sóc. Đây là cái thứ hai. Có nhiều người phụ nữ họ ở trong nhà, họ sanh ra trong một gia đình cũng nghèo dữ lắm, nhưng mà khi lớn lên rồi tự nhiên có ông triệu phú tới cưới. Trước thì nghèo, sau là giàu. Còn có nhiều người phụ nữ hầu còn trẻ là một tiểu thơ đài cát, được cha mẹ cưng chiều, muốn cái gì có cái nấy. Đến khi nó thương một thằng tèo, sorry các anh tên tèo, thôi kêu thằng mẻo đi, nó thương quá cái thằng mẻo đó, thằng chí phèo đó, sau khi cưới về trời ơi nó bầm hơn cương với chao, nó bị quýnh một ngày tám giác. Tại vì hầu nhỏ nó hưởng hết cái phước rồi, cho nên lớn lên là phước nó không còn nữa, nó lại ái cái anh kia có cái tướng bề ngoài, còn bên trong nó làm biến gần chết. Nó tưởng là có vợ giàu rồi mai mốt mình nương tựa, cho nên nó ráng cố gắng, nó dai nợ này kia, nó bảnh, nó thuê xe, nó thuê đồ vét tới nó cua. Nó cua đã rồi về mới biết nó thiếu nợ mấy trăm triệu, là bởi vì cua cho được con gái ông bá hộ, tưởng về nương cậy được, về được nhờ gì đó, ai về về không có đương gì hết, cho nên đè vợ ra quanh quánh cho lòi tiền, ai về không có tiền lấy đâu lòi, tại vì nó xài hết phước của nó rồi. Mày có quánh cỡ nào ba mẹ nó cũng không có cho tiền nữa, mà hầu đó ba mẹ nó không có gả cho mày, ba mẹ nó gả cho người khác, tại vì nó thương mày rồi, chúc mừng. Ra đi hai đứa đôi bàn tay trắng, mà con nhỏ này nó quen xài rồi, nó quen thương yêu rồi, nó quen chiều chuộng rồi, bây giờ thiếu nó đâu có chịu nổi, cho nên nó khổ đau cùng cực. Còn cái đứa kia nó sanh trong gia đình nghèo, nó ráng làm lụng, nó vất vả, chuyện gì nó cũng biết, nó giỏi đủ kiểu, cho nên khi lớn lên nó có chồng, được người chồng giàu có thương yêu, cho nên nó thành công, và cứ như thế nó lên như diều gặp gió, và nó được thương yêu. Như vậy thì cái nhân người ta gieo trong quá khứ để hiện tại người ta có người thương yêu hay không, có ai lo lắng hay không, có được như ý của mình hay không, có được hạnh phúc hay là khổ đau. Mà cái phước trong đời này mình hạnh phúc rồi, mà mình gieo cái nhân hạnh phúc đó nữa thì đời sau mình hạnh phúc. Nghĩa là gì? Đời này mình được chồng thương thì ráng cố gắng mà giữ được cái phước báo đó. Có nhiều người được chồng thương rồi cái lên trển ở luôn à, tại vì nó đang lên mà. Có nhiều người phụ nữ á, là coi chồng không có ra gì á, coi chồng y như đầy tớ vậy đó. Cái đó nó hết phước á, đời sau đau khổ lắm, nghiệt cưng. Có nhiều ông cũng vậy, được vợ thương, được vợ chiều chuộng, vợ phụng sự thì ổng lên luôn à. Ra đường năm thê bảy thiếp, về coi vợ mình, nó ra đường tôi thấy ai cũng thấy mê, về gặp bà tôi thèm kêu công an bắt. Mấy ông được cái phước báo đời này, vợ con nó thương, nó quý, nó cung phụng như vậy, không chịu lo tích phước, không chịu lo cung kính, đời sau không có còn cái quả báo đó nữa đâu. Hưởng hết là đời sau không có còn nữa. Đó, cái đó là cái nhân quả mà người đó phải gieo trong quá khứ để có được trong hiện tại cho đến tương lai. Rồi, bây giờ cái điều thứ ba là cái trí tuệ. Nhất là cái quá khứ của mình có trí tuệ, mình đã gieo nhân trí tuệ hay không, thì quý vị xét coi cái hiện tại của mình. Thái tử Tất Đạt Đa sanh ra là ngài có trí tuệ, gọi là thông minh vốn có, thông minh vốn sẵn tính trời, cho nên là ngài sanh ra là ngài thông minh. Thầy cô dạy cho ngài tới đâu là chịu thua tới đó, vì ngài thông minh quá. Văn giỏi võ hay, gọi là văn võ song toàn. Cho nên đời này mà mình chưa có thì mình lo mình tích lũy đi. Có nhiều người là không biết chữ, vô chùa một thời gian thuộc kinh hết. Mình không biết chữ nhưng mình vô chùa, quý thầy đọc kinh mình ngồi mình nghe không, mai mốt mình thuộc.
Có nhiều người không biết chữ mà còn nói năng không được giống người ta nữa, có nghĩa là hơi bị ngọng đó. Vậy mà vô chùa thuộc kinh trước thầy, ngồi nghe không thuộc. Có nghĩa là nghe, tại vì cái tâm của người đó đó rất là tin tưởng nơi Phật, tin tưởng nơi giáo pháp, cho nên nghe tụng kinh thuộc kinh hết, kinh nào cũng thuộc. Cho nên đừng có nói mình không biết chữ rồi mình không quy y, mình không đi chùa, cái đó không đúng đâu. Đời trước mình chưa có gieo cái nhân trí tuệ, cho nên đời này mình chưa có trí tuệ. Đời này ráng gieo cái nhân để đời sau có trí tuệ. Mà đời này mình gieo cái nhân mình học nhiều, và mình học cho đến lúc cái ngày chết luôn vẫn còn học, thì chắc chắn đời sau sẽ có trí tuệ tốt đẹp. Như vậy chúng ta có ba cái: một là vật chất, hai là công đức, và thứ ba là trí tuệ. Vật chất được xem như là lòng từ bi, sự bố thí, tâm tốt đã tạo nên. Tình thương là do mình tạo ra, mình thiết lập truyền thông, mình tốt với mọi người, người ta hại mình mà mình không có hại họ, người ta xấu với mình mà mình vẫn tốt với người ta, mình sống hết lòng hết dạ với người ta trong quá khứ, cho nên đời này tự nhiên người ta đem đến, không có phải tự nhiên đâu. Quá khứ mình gieo rồi đời này mình mới hưởng đó, chứ không có gì tự nhiên hết đó. Có nhiều người nói, ủa sao ai cũng cho, ai cũng cúng dường thầy đó mà không có cúng dường thầy này. Ờ ăn ở làm sao trong quá khứ, giờ này người ta không cúng bị đặt cành anh. Tại sao ai cũng thương nhỏ đó mà không có thương nhỏ này. Ăn ở làm sao trong quá khứ, giờ này người ta không có thương. Có khi có chồng, chồng cũng không thương, ly dị ông này lấy ông khác. Lúc đầu ông cũng thương dữ lắm, sao ông cũng không thương, rồi lại bỏ ông đó lấy ông khác nữa. Tánh vỏ dưa gặp vỏ dừa, qua vỏ dừa tới vỏ chuối, nó còn tệ hại hơn nữa. Cho nên mình tưởng là mình thương ổng là ổng thương mình, ai dè mình rất là thương, mình cung phụng mình hết sức vậy đó, mà ổng không thương mình, ổng thương nhỏ hàng xóm. Tự trách bản thân mình đi, chứ đừng có bao giờ trách người khác. Và cái điều thứ ba là trí tuệ. Quá khứ chưa học thì đời này chưa có trí tuệ, thì đời này ráng học, đời này học thì đời sau sẽ giỏi hơn nữa. Đó là ba điều mà tôi nói gọi là Phật sự. Phật sự là phải có phước, có tình thương, công đức, và phải có trí tuệ để tạo được con đường giải thoát. Và tôi mong rằng cái phước báo, cái y báo mà giờ này cái chùa Khánh Lâm nó hình thành, dầu rằng còn thiếu một ít nữa, tại vì làm 4 tỷ mấy 5 tỷ mà giờ thiếu, nó cái bóng mờ nó có khoảng 1 tỷ à, thì chắc cũng khoảng 5 nữa là trả hết rồi. Mong rằng quý Phật tử, người cúng dường cho con heo, heo đất á, người mua con heo đất về bỏ, để cuối năm mình làm cái việc phước đức, đặng cho Tết này thầy trụ trì ổng nở nụ cười bình yên, chứ không nợ nần nó tới thầy ăn Tết không được. Chúng con cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng, Thượng Tọa, Chư Tôn Thiền Đức, chùa Khánh Lâm mau được cái phước lành nó trổ hoa, để cho sau cái lễ khánh thành này là ngài cũng gần đủ để cái chùa được khánh, là niềm vui, lâm là đến, niềm vui đến, tất cả những người đến đây đều nở nụ cười phước báo vì gieo trồng được cội phúc. Nam mô thường gieo trồng cội phúc Bồ Tát Ma Ha Tát. Rồi giờ này quý Phật tử có ai đặt câu hỏi gì không? Còn nếu không đặt câu hỏi thì mình nghỉ hồi hướng. Rồi vậy là thầy thấy không ai đưa tay hết, vậy là biết là đói bụng rồi. Dạ hồi hướng để ăn cơm. Rồi về ngủ. Như vậy trước khi rời khỏi pháp tòa, chúng con cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng trụ trì, Đại Đức Phó trụ trì cùng Chư Tôn Thiền Đức luôn luôn là ngọn hải đăng soi đường cho chúng con và quý Phật tử, luôn luôn tạo điều kiện để cho chúng con được xuống đây hướng dẫn quý Phật tử học được quy y Tam Bảo là gì, năm giới là như thế nào, thập thiện là ra làm sao, 37 phẩm trợ đạo như thế nào, tứ diệu đế là ra sao, 4 sĩ đế là thế nào. Tứ diệu đế nó đi kèm với 4 sĩ đế. Và cũng mong rằng còn đủ phước duyên để xuống đây gặp được quý Phật tử một lần nữa. Quý Phật tử có đồng ý cho thầy xuống nữa không? Rồi, nếu đồng ý vậy là thầy mừng rồi. Như vậy giờ này mời thầy Si
thay vì cái cô thì gọi là MC, còn cái người đàn ông thì gọi là anh si, còn giờ này thầy thì gọi là thầy si. Dạ, con thỉnh thầy MC bước ra để có đôi lời với quý Phật tử, hay là thầy có thông báo gì trước khi con hồi hướng?